Yeah, yeah. Hello, Hakuchin the more. Yeah, yeah. Kho, kho. Yo, let's go. Yeah. Ok, hiện tại là mấy anh chị em mình đang trên đường đi về về sông về biển. Boom. Ôi bà, chạy game đẹp kìa. Đó, chạy quay. Quay quay lại đi. Các bạn thấy không? Ngoài xa xa kìa, bạn nguyên chiếc ô tô chạy kìa. Đù tí hồi ha, giữa trần ha, có cá mập cắn lủng cái bo bo nè. Hiện tại là mình đang ở con sông rất là to, thì các bạn cũng biết rồi, đây là bờ kè Hồng Ngự, đối diện là bờ kè Tân Châu. Thì hôm nay là ngày mùng 1 Tết Tây, là ngày 1 tháng 1 năm 2023. Thì trên tay mình đang chuẩn bị là những cái phong lì xì nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ gọi là gút tiền, mình gút tổng cộng là 800 triệu nha các bạn ơi. Thì mình sẽ lì xì cho hai nó nha các bạn ơi. Nói chung là ai mà mình có tình cảm thì mình sẽ lì xì nha các bạn. Hiện tại là mình chạy trước cho nên là mình đỡ hai nó ở chỗ ngã ba nè, đỡ hai nó chạy lại tới rồi xong rồi phát lì xì. Thì bên trong này nè các bạn rất là nhiều tiền nha, tiền bên trong này nha các bạn, thấy gì không, thấy gì không, rất là dày luôn nha các bạn. Thì bật mí cho các bạn là mỗi thằng sẽ có một bao lì xì nha các bạn. Nay Tết để cho hai nó chúc Tết mình với lại dẫn đi núi Sam nha các bạn ơi. Bữa nay là một cái tay phải đi chơi cho thoải mái và vui vẻ chứ. Ok, nếu bạn nào thích video để lại một like, share, subscribe để ủng hộ anh em mình nha. Mấy bye. Chưa tặng lì xì nha bạn đã hay lắm. Và gửi lời chúc đến tất cả mọi người, những bạn xem video, xem kênh của mình, bước qua năm mới sẽ có tiền vô như nước, tiền ra gỉ gỉ như hạt cà phê. Rồi bạn gửi lời chúc gì cho mình, đẹp trai đẹp gái gì đi. Em có lời chúc gì cho anh không, để anh lì xì cho em ơi. Bây giờ anh đã tiền vô chút đi rồi lì xì sao. Trời ơi, thì chút đi rồi. Nhưng mà chút em hôm tối qua em chúc rất là nhiều rồi. Chúc cái gì? Tối hôm qua em chúc anh năm mới vui vẻ nè, tiền vô như nước, tiền không ra luôn. Đó, được được nghe bạn ơi. Vậy trời, ok, lì xì cho em nè. Không, chút em có tiền. Không có trời. Ê, okay. Hết chuyện không, nó chạy từ bụi. Nó là cái lùn que gì vậy? Tao đợi hai mày nãy giờ luôn. Tại gì? Cái gì vậy ba, ông nội này ông thành BD rồi. Giết rồi, mày đi chơi với con Chí mày thành BD luôn. Không phải vậy đâu nha, đây tăng sự đẹp trai lên đó. Phải đẹp trai không? Chưa thấy lúc nào cũng xấu trai hết chứ. Nè, cho nè, lấy đi. Ok, ok. Đây, đây. Bây giờ thì trước khi chúc, trước khi ta tặng lì xì này, hai thằng chúc Tết gì đây. Chúc đây, chúc đây, chúc đây. À, chúc anh gì ăn nhanh chóng lớn nha. Vậy ông nội, mày tin tao dặn nghỉ chút ơi, nghỉ tặng luôn. Chúc gì ổng mau già sao mày. Chúc đây, chúc đây. Chúc anh gì chạy mãi ông già. Đó, sống lâu trăm tuổi. Đó, được. À, năm mới phát tài phát lộc. Đó, được, được. À. Chúc mà nhìn đi đâu không ba? Ơi, camera quay gì kỳ quá, camera quay nhìn đường không không? Chúc lại nha. Ờ, chúc đây, chúc đây. Chúc anh gì tụ mới có thật nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng. Ờ. À, gặp nhiều may mắn làm cái gì được cái đó. Chúc mừng em mới vậy nha. Ok, ok. Rồi nói chúc mình khỏi chúc đúng không? Vậy mày khỏi lấy xì. Vậy tôi lấy hai cái luôn. Chúc sao, chúc sao, chờ để coi coi. Thằng nào chúc nhiều lần đó được bao lì xì và bự nha. Đó. Sao? Chúc lì xì là ngày của tôi nha anh em. Chúc đây rồi chúc. Này có. Mở cái chạy chúc mày chúc gì kỳ mày. Ê ông coi, anh có gì mày ơi. Ấy. Ông bịp đúng không? Không không, cái này rất là dày mấy ông mày thấy không? À, rồi rồi rồi. Xài hoài xuống mới được. Rồi chúc đây. Chúc anh Di năm mới vui vẻ, làm tiền ra tiền, làm bạc ra bạc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn luôn đẹp trai và giàu có, không mỏi mụn nữa, có nhiều người yêu mới luôn. Ok nha. Đâu đâu được được được. Được 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 được. Được 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 được. Ok nha. Ok. Thằng này chúc nhiều nè. Đúng không? Nhưng mà chúc toàn là nó kiểu như chúc nhanh đó không, chúc nhanh cái mình có không à. Không không, chúc mấy cái xa xôi không à. Đúng không? Xa xôi với chúc gần gần chút xíu đi. Chúc xa xôi mới thành hiện thực lúc đó mới vui. Ok được. Như vậy anh sẽ lì xì cho mày cái phong bì nhỏ nhất nha. Mày chúc nhiều quá. Mày chúc gì giống như là mày chúc tao trên mây luôn đó. Mày thằng này chúc ít nhưng mà thấy được không? Có thằng tao giờ chúc bao lì xì bự. Okay. Cái này của tao không có gì hết. Rồi, hai mày khui ra điểm đi. Rất là nhiều tiền các bạn, nói chung là no bạn. Rồi, này cũng khui ra điểm này. Đi thử rồi bạn. Đúng rồi, các bạn mất cung cấp rồi bây giờ. Xí gời không phải, này là tiền là mình lì xì thiệt các bạn, không phải lì xì giả nha. Đù sao? 7 triệu luôn. Đù, ghê không, ghê không, ghê không? Mày nhiêu, mày nhiêu? 5 triệu mấy luôn. Đó. 5 triệu mấy vậy? Vậy, vậy.
phải mười mấy triệu, 40 triệu chứ. Thì bây giờ mày muốn bao nhiêu? 400 triệu hả? Ok, tối nay mày lên livestream đi gặp Đạt Villa. Ok, vui chưa? Bỏ tiền đi chơi nét rồi chứ ơi. Chúc mừng năm mới. Đó, chúc mừng năm mới nha các bạn. Ê các bạn, giờ tới phà nha các bạn, phà Châu Giang nha. Ok. Chuẩn bị anh em mình đi tới núi các bạn ơi. Đi núi tại vì sẽ đi núi trước rồi xong rồi về mới ghé nhà của ông Chí nha. Thấy sao Phúc? Sao đâu? Mà sao không? Không. Vui không? Vui chứ, sao không vui được. Ủa chưa bảo sao cái bờ bên kia sáng bên tắm xe cầu qua đi rồi phà chi vậy trời. Mày ngu à, xe cầu rồi ai góp tiền phà cho tao rồi sao tao có tiền. Rồi mấy anh lính tao là mình có tiền mà đưa cho tao để xe nhà lầu xe lên mày. Đồ mấy lính của mày luôn ghê vậy ba. Nè mày đi theo tao mà. Đi rồi đi. Không xuống đi ông nội ơi, tao chửi chết. Ủa mày đại ca rồi tao sao tao dám chửi mày. Thằng đại trưởng tao nó mất một chung lái sao. Chị ha. Nói chung là đi Dương Chí là đi tới đâu cũng có bơm hết bạn ơi. Nên là khỏi lo nha. Ok, hiện tại thì mấy anh em đã tới núi Sam nha các bạn. Thì đang ở dưới chân núi và hôm nay sẽ là leo lên núi nha các bạn. Đó, ở trên kia kìa, mấy bạn thấy không? Giờ trời cũng sới rồi bạn, 5-6 giờ chiều rồi. Giờ anh em sẽ tranh thủ lội bộ lên chảnh làm sao mà trước lúc trời tối nha. Kệ nhà bên kia kìa. Bên kia đây. Thì cứ bị đi ỉa nha bạn ơi. Bên kia ỉa. Chơi hết vô lên núi hết trơn, bỏ một cục rồi bạn. Nãy giờ sao, ủa sao đi qua đó rồi về hả? Không đi mà về hả? Nhưng mà em qua bỏ đêm hôm qua mà em đâu có mắc đâu. Chứ không phải nhịn luôn rồi hả? Chỗ đó phá cửa rồi nghe bạn ơi. Nói chung là tới đích dư lắm rồi. Sao nói vậy? Thì đây là cái dốc núi mà đi lên các bạn ơi. Đây lên chảnh thì có khoảng 3.800 bước nha. Sai rồi, 4.000 mỗi lần tôi xây đây một tay tôi xây không đó. Sao mày không nói khẩu trang ra? Sợ Covid-19. Nói chung mà nhờ thằng Phúc nó sợ chết nha các bạn. Ê, không nói gì à? Sao vậy, sao cảm giác đi núi hồi mà mặt mà mày té mát cho. Không có đâu, tại mặt em xanh sao đó giờ. Phải không? Sao anh hỏi gì vậy? Vậy sao anh hỏi vậy? Anh hỏi em coi em có khỏe không. Nhưng mà anh hỏi là chồng trẻ sao anh hỏi vậy? Trời ơi, nó hỏi chạy sao. Thôi bà nói gì chứ nãy giờ bà nghỉ không biết bao nhiêu lần rồi bạn ơi. Cái nãy thì hả, tôi không có mệt nha, tôi không mệt, tôi gặp thằng ông đó nó hả hỏng ra không à. Rồi khỏe không có tao quá, khỏe là trâu bò chứ không phải mày. Mình anh em mình lên được ha. Ý gì kỳ, có hôm nãy nói gãy đó mà. Có đâu, tại vì muốn cổng tao mà. Trời ơi là trời. Chuyến này mình đi núi xong rồi, mình không có đi thẳng nữa bạn, đi cong luôn. Tại muốn cổng em chứ bộ, anh cổng em cũng mệt chứ bộ. Cổng cái gì? Nặng như con bò vậy đó các bạn. Trời ơi. Lên tiếp thôi. Hay quá, đi xuống đi bộ. Ồ, chỗ này quá đẹp luôn các bạn ơi. Thấy không? Đúng là thiên đàng của những người đi bộ như mình. Tôi say quá mệt. Thấy không? Mình tôi say hết chỗ này luôn đó. Rồi em hết mệt rồi, đi tiếp thôi. Đi. Ê, trời ơi. Oh my god. Xong rồi. Hai mày coi tính đường kiếm xe ra đẩy tao vô, rồi, đẩy tao. Đi thôi, có mệt đâu, sao anh mệt hoài vậy? À, tao nằm tao xéo luôn bây giờ. Quá tuyệt vời các bạn ơi, tới rồi. À, cái bên đây là nhà ga cáp treo nha các bạn. Thì nhà ga cáp treo mình do tôi đầu tư đó các bạn. Xây dựng mình khởi hành hồi năm tôi đầu tư đó. Đi bạn ơi. Hả? Lên đây nổ, mình còn chưa nổ, nó không nổ hả bạn? Mày dám cắt mọi cổ mà hầm tao đúng không? À, không, tôi chưa nổ, xong nổ, đu. Đẹp. Wow. Này rất là tuyệt vời các bạn. Bíp. Đây là cái khu này mình khởi công xây dựng mất trong vòng 15 ngày là xong nha các bạn. Ngoài đây là em là người đầu tư, tôi là người đầu tư á. Đây là cầu tình yêu. Cầu tình yêu. Đó, xuống đây. Cái không được lấy rồi. Rồi, xin lỗi giới thiệu cho quý vị khán giả. Rồi. Welcome này đây see in our scenery. Cầu tình yêu. Mời các bạn đến với cầu tình yêu. Wow. Khá là chắc nha. Wow. Được giờ không còn chờ không? Quá đẹp bạn. Quá đã.
Cái gì bên bển có liệu nữa kìa. Đây là gọi là with the night I am slay in our modern cầu tình yêu. What the fuck? Nó nói gì vậy? Là anh mới khùng mà. Có đâu. Maden là sản xuất từ đâu? Hay. Hay không? Hay không? Mang nha. Quá đã luôn các bạn. Mang. Ô, cái treo giờ có màu luôn. Ờ, cái treo có màu. Đèn bơ. Đây, đây coi, coi chim ngưỡng này. Đó, bạn thấy không? Bộ ơi. Đó. Bao đẹp luôn quý anh chị ơi. Và anh chị nào có nhu cầu đến với khu du lịch núi Sam của chúng em thì anh chị hãy đến với cầu tình yêu with the I man and our sea Maden cầu tình yêu chỗ này. Rất đẹp luôn nha. Bạn đứng trên đây các bạn có thể thấy và các bạn có thể chụp hình tình yêu. Chụp hình tình yêu nha các bạn ơi. Ôi ôi cái đầu đó. Chụp hình tình yêu xong tình yêu sẽ nói gì là sao? Mấy tình yêu mới chia tay đi qua đây cũng vậy đó, người nào mới chia tay người yêu thì đứng đây sẽ có người yêu nha các bạn ơi. Nói đây rất là tuyệt vời và ông mặt trời luôn. Ok anh em mình sẽ chinh phục phía trên đây nha các bạn, còn trên đó nữa kìa. Đó thì bây giờ sẽ bắt đầu đi okay qua bên kia. Vậy qua đây vậy đọc cái bản, đọc cái bản thôi. Điểm check in dành cho khách có vé cấp treo. mình không có vé nhưng mà mình vẫn vô check in tại vì mình là chủ đầu tư khu này mà. Mình là người khởi công xây dựng khu này nha các bạn ơi. Quá đẹp luôn, chụp hình không em yêu ơi? Không. Em yêu? Không. Tao có hỏi mày đâu. Không. Du duyên. Ừ, đi lên đây đói bụng mà gặp mấy cái này ngon các bạn ăn được không ta? Được không? Ủa, đồ giả mà. Được thiệt ơi. Mà tao để lâu quá cái này vậy đó. Bí thiệt, phúc. Ăn ngay. Không, cái này thiệt chứ cái đó không có thiệt. Mày cũng còn tỉnh táo đó. Để đem về nướng ăn cốt. Chắc ba cho mình nhiều. Chú ơi. Chút xíu con. Ê, thằng này chưa chân mét rồi nè. Vậy nha, chú. Này không phải đồng đội của anh em mình nha các bạn. Không vậy giờ anh em mình ăn nha. Mới ăn à. Có mình ơi, nó ăn xong rồi nha các bạn. Nha như được cái mây hạm gì á. Rồi. Nó là con ọt của tem. Trở lại à, ổng ăn hai tô luôn. Ê. Tô này với tô ăn này. Ăn đồ ăn thêm. Quá trời. Đồ ăn thêm mặn tô luôn rồi. Ở trên đây bún riêu rất là ngon nha các bạn. Một tô là chỉ có nhiêu tiền hai. Tô bún riêu nhiêu hai? Tô chỉ có 20 ngàn thôi mà. Rất là ngon nha các bạn. Sao? Mà được tặng thêm một ly nước nước này nước gì em? Nước thuốc nốt nữa bạn. Rất là ngon. Thì giờ anh em mình ăn xong rồi giờ lên bà trên này cúng cái rồi xong rồi anh em mình mới về nha các bạn. Lên đây rất chi là lạnh luôn. Gió bắt các bạn. Ok giờ anh em mình xuống núi nãy cúng xong bạn, giờ sẽ chuẩn bị về nha. Và kết thúc một ngày là hành trình đi ăn Tết Tây. Đó, rất là tuyệt vời, vui không? Vui. Vui không? Tiền là vui. Lạnh quá. Sao mình vui là kỳ vậy? Lạnh quá. Mới giật ra. Bây giờ họ đi tắm suối nước nóng chịu không? Đi. Ok, rồi hai đứa về nhà ngủ đi rồi sẽ thấy. Bye bye các bạn nha. Chúc bạn có một năm mới thật nhiều sức khỏe và có nhiều tiền lẻ. Mấy bạn ủng hộ mình để đóng wifi xem video mình nhiều vô nha. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.